Quyển 64 thứ 10, Văn Sở Thành Tuệ Địa. Như vậy đã thuyết quyết trạch phù tập địa, này ta sẽ thuyết quyết trạch văn sở thành tuệ địa. Đó là do năm điều mà quán sát chỗ quay về cho đến năng quy y. 1. Do thần nghiệp thành tịnh. 2. Do ngữ nghiệp thành tịnh. 3. Do ý nghiệp thành tịnh. 4. Do đối với các hữu tình sanh khởi đại bi. 5. Do thành tựu pháp vô thượng. Hỏi: có bao nhiêu chủng quy y, duyên nào chỉ có chỗ như vậy là nên quy y, duyên nào ngang đầu mà nói là năng quy y, tu hành những gì gọi là hạnh quy y, quy y có được những công đức gì? Đáp: quy y có ba chủng là Phật Pháp Tăng, do bốn duyên nên có chỗ quy y. 1. Vì tánh Như Lai cực điều thiện. 2. Vì dụng phương tiện khéo năng điều thiện tất cả chủng cần điều phục. 3. Vì đầy đủ đại bi. 4. Vì dùng tất cả tài bảo để cúng dường vẫn chưa phải là điều cần yếu, khiến sanh hoàn hỷ. Dùng chánh hạnh để cúng dường tất sanh hoàn hỷ. Do vậy nên kiến lập pháp kiêm, các chúng đệ tử đều năng quy y. Ngàng bốn duyên nên nói là năng quy y. 1. Vì biết công đức. 2. Vì biết sai biệt. 3. Vì tự phát thệ nguyện. 4. Vì chẳng nêu những lỗi sót thừa của đại sư. Nên biết quy y có bốn chánh hành: 1. Thân cận bậc thiện sĩ. 2. Lắng nghe chánh pháp. 3. Như lý tác ý. 4. Tùy pháp hành pháp. Nếu thành tựu bốn chánh hành đây liền được gọi là quy y. Nên biết lại có bốn chủng chánh hành: 1. Các căn không trạo loạn. 2. Thọ học học xứ. 3. Bỉ mẫn đối với hữu tình. 4. Mọi lúc đều xin tu tập cúng dường tam bảo. Người thọ quy y sẽ thành tựu bốn công đức: 1. Thu được phước rộng lớn. 2. Thu được đại hoàn hỷ. 3. Thu được tam ma địa. 4. Thu được đại thành tịnh. Lại thu được bốn đức: 1. Được sự hộ trì rộng lớn viên mãn. 2. Ở nơi tất cả chủng tà tiến dài chướng ngại đều được hóa giải mỏng nhẹ và vĩnh viễn tận diệt. 3. Được nhập trong chúng thông tuệ chánh hạnh chánh trí thiện sĩ, chỗ gọi là bậc đại sư, bậc đồng phạm hạnh. 4. Vì tịnh tín đối với thánh giáo nên chư thiên hoan hỷ nhớ nghĩ, như thiên chúng kia sanh tâm hoan hỷ dưỡng lời như vậy. Chúng ta vì thành tựu tam quy y nên từ chốn kia mất sanh đến cõi này. Các người này nay thành tựu nhiều an trụ quy y, đường lai cũng sẽ sanh độc phận trong chúng ta. Lại nữa, do sáu chủng tướng nên biết Phật Pháp Tăng bảo có sự sai khác: 1. Do tướng. 2. Do nghiệp. 3. Do tính dài. 4. Do tu hành. 5. Do tùy niệm. 6. Do sanh phước. Do tướng nên tam bảo có sự sai khác. Tướng tự nhiên giác ngộ là Phật bảo, tướng quả giác ngộ là Pháp bảo, tướng tránh tu hành theo lời người dạy là tăng bảo. Do nghiệp nên tam bảo có sự sai khác. Nghiệp chuyển tránh giáo là Phật bảo, nghiệp xả cảnh sở duyên phiền não khổ là Pháp bảo, nghiệp dũng mãnh tăng trưởng là tăng bảo. Do tín dài nên tam bảo có sự sai khác. Đối với Phật bảo, phải trông tín dài thân cận thừa sự. Đối với Pháp bảo, phải trông tín dài hy cầu chứng đắc. Đối với tăng bảo, phải trông tín dài hòa hợp, đồng một pháp tánh cộng trú. Do tu hành nên tam bảo có sự sai khác. Đối với Phật bảo nên tu chánh hạnh cúng dường thừa sự. Đối với Pháp bảo nên tu chánh hạnh phương tiện du giả. Đối với tăng bảo nên tu chánh hạnh cổ thọ tài pháp. Do tùy niệm nên tam bảo có sự sai khác, nên dùng tướng khác tùy niệm Phật bảo, nên dùng tướng khác tùy niệm Pháp bảo, nên dùng tướng khác tùy niệm tăng bảo. Đó là Thế Tôn cho đến rộng thuyết. Do sanh phước nên tam bảo có sự sai khác. Ở Phật bảo nương một hữu tình mà được sanh phước tối thắng. Ở Pháp bảo tức nương pháp mà được sanh phước tối thắng. Ở tăng bảo nương nhiều hữu tình mà được sanh phước tối thắng. Lại nữa, do năm pháp nên Sa môn và Bà la môn có sự hơn kém sai khác. Những gì là năm? 1. Pháp được nghe. 2. Pháp giới luật. 3. Pháp nhiếp thọ. 4. Pháp thọ dụng. 5. Pháp chứng đắc. Pháp được nghe của Bà la môn là hạn liệt vì nghĩa hư ảo thấp kém, vì không soi tỏ được cho người, vì văn cũ mở tối. Sở hữu pháp được nghe của Sa môn trái với tướng trên cho nên thắng diệu. Lại pháp giới luật của Bà la môn thuận theo cái gì, thuận theo phần gì, thuận theo khai hứa hại sai biệt cho nên hạ liệt. Pháp giới luật của Sa môn trái với tướng đây cho nên thắng diệu. Lại pháp nhiếp thọ của Bà la môn vì là nhiếp thọ chứng đạo như việc ruộng, việc nhà, việc tài bảo, lại thêm nhiếp thọ các loại như vợ con, nô tỳ, đầy tớ cho nên hạ liệt. Pháp nhiếp thọ của Sa môn
là pháp đoạn trừ xả lìa khổ, lại vô sở hữu cho nên thắng diệu. Lại pháp thọ dụng của Bà La Môn là thọ dụng chứng đạo, như những vật dụng trang điểm, hương xoa, hoa cải tóc lại hiện thọ dụng các trò vui chơi giải trí như ca múa hát sướng. Lại hiện thọ dụng pháp dâm dục cho nên hạ liệt. Pháp thọ dụng của Sa Môn là thọ dụng không tội, chánh văn từ tu, thành tựu trí tuệ nên thắng diệu. Lại pháp chứng đắc của Bà La Môn chỉ lấy phạm thế làm rốt ráo, lại vì hoàn thối, vì tạp nhiễm ô, vì có khổ não nên là hạ liệt. Pháp chứng đắc của Sa Môn vì lấy bát niết bàn làm rốt ráo, vì không còn thối chuyển, vì nhất hướng lìa cấu, vì nhất hướng an lạc nên là thắng diệu. Lại nữa, cầu dục có 5: 1 cầu nhiếp thọ, 2 cầu thọ dụng, 3 cầu hỷ lạc, 4 cầu hiểu biết bị thiếu thốn, 5 cầu thanh danh. Cầu hữu cũng có 5: 1 cầu pháp nhĩ, 2 cầu kỷ nguyện, 3 cầu ngu si, 4 cầu yểm hoạn, 5 cầu tư trạch. Cầu phạm hạnh cũng có 5: 1 cầu duy chỉ mong cầu, 2 cầu hướng đến được, 3 cầu được hiện tiền, 4 cầu được về sau, 5 cầu suy nghĩ chọn lựa làm sao phải được. Lại có cách giải thích khác: 1 cầu giả danh, 2 cầu đệ nhất nghĩa, 3 cầu quán sát kia, 4 cầu không phương tiện, 5 cầu có phương tiện, như trong phần bản địa đã thuyết. Trong năm minh sứ thì nội minh sứ thủ thắng hơn so với các luận, các tông, các minh sứ khác. Vì cớ sao? Do bốn thành tịnh mà có nghĩa thành tịnh. 1. Thành tịnh vì thông nhiếp tất cả nghĩa nhiễm tịnh. 2. Thành tịnh vì ở nơi nghĩa đầy luận khác chẳng thể chế phục. 3. Thành tịnh vì nghĩa đầy dễ nhập. 4. Thành tịnh vì đã được nhập chánh hành rồi không bị hoại mất. Lại nữa, nếu muốn tóm lược giải thích tánh giáo của chư Phật, phải nương 6 chủng môn lý mà theo đó quyết liễu. 1. Môn lý trần nghĩa. 2. Môn lý chứng đắc. 3. Môn lý dạy dẫn. 4. Môn lý xả lìa hai biên. 5. Môn lý không thể nghĩ bàn. 6. Môn lý ý thú. Trong đây do 3 môn lý sau mà theo đó quyết liễu 3 môn lý trước. Do môn lý xa lìa hai biên mà theo đó quyết liễu môn lý trần nghĩa. Do môn lý không thể nghĩ bàn mà theo đó quyết liễu môn lý chứng đắc. Do môn lý ý thú mà theo đó quyết liễu môn lý dạy dẫn. Trong đây trần nghĩa tức là môn lý, cho nên gọi là môn lý trần nghĩa. Cho đến ý thú tức là môn lý, cho nên gọi là môn lý ý thú. Nghĩa môn lý tức là ở nơi kia tánh không điên đảo, tánh như thật, tánh lìa điên đảo. 1. Môn lý trần nghĩa. Trần nghĩa được có 6 chủng: 1. Chân thật thành tựu thế gian. 2. Chân thật thành tựu đạo lý. 3. Chân thật do phiền não chướng thành tịnh. 4. Chân thật thành tựu sở trì chướng thành tịnh. 5. Chân thật an lập. 6. Chân thật phi an lập. 4. Chân thật trước. Như phần chân thật nghĩa trong Bồ Tát Địa đã rộng phân biệt. Chân thật an lập là bốn thánh đế, tức là khổ do khổ cho đến đạo do đạo. Vì cớ sao? Tóm lược lấy ba chủng an lập thế tục: 1. Thế gian thế tục, chỗ gọi an lập nhà, quán, bình, bổn, quân, dường số, lại an lập ngã hữu tình. 2. Đạo lý thế tục, chỗ gọi an lập quần giới xứ. 3. Chứng đắc thế tục, chỗ gọi là an lập quả dự lưu, chỗ nương tựa kia. Lại an lập được có 4 chủng, đó là ba chủng thế tục như trước đã thuyết và an lập thánh nghĩa thế tục, tức là thẳng nghĩa đế. Do nghĩa đế đây chẳng thể an lập, chỉ do tự chứng đắc bên trong, theo đó phát sanh trí đây cho nên giả lập. Chân thật phi an lập là các pháp trần như. 2. Môn lý chứng đắc. Nếu nói lược thì có 4 chứng đắc: 1. Chứng đắc các nghiệp quả hữu tình. 2. Chứng đắc thành văn thừa. 3. Chứng đắc độc giác thừa. 4. Chứng đắc đại thừa. Chứng đắc nghiệp quả hữu tình do sự tạo tác nghiệp tịnh bất tịnh và tự tạo tác nghiệp là nhân y nương mà các loại hữu tình ở trong biển năm thú sanh tử cảm quả dị thục, thọ quả dị thục. Chứng đắc thành phản thừa vì trước thọ quy y cho đến vật trang nghiêm sa môn là nhân y nương nên có 5 chủng chứng đắc. 1. Chứng đắc địa có 3: kiến địa, tu địa, cứu cánh địa. 2. Chứng đắc trí có 9: pháp trí, chủng loại trí, khổ trí, tập trí, diệt trí, đạo trí, sở đắc hậu thế, tục trí, tận trí, vô sanh trí. 3. Chứng đắc tịnh là 4 chứng tịnh. 4. Chứng đắc quả là 4 quả sa môn. 5. Chứng đắc công đức là vô lượng giải thoát,
thắng xứ, biến xứ, vô tránh, nguyện trí, vô ngại giải, thần thông. Tất cả như vậy nên biết trước đã rộng phân biệt. Lại chứng đắc nhân thành phần thừa, đó là đắc đạo ly dục thế gian, sở hữu thiện căn thuận phần giải thoát, thuận phần quyết trạch. Chứng đắc độc giác thừa, lược có ba chủng. Một, chứng đắc thiện căn thuận phần quyết trạch trước đã đắc. Hai, chứng đắc điều chứng đắc trước đã đắc. Ba, chứng đắc điều chứng đắc trước chưa đắc. Hai chứng đắc trước gọi là độc thắng, chứng đắc sau gọi là lân giác dụ. Chứng đắc đại thừa là chứng đắc phát tâm, chứng đắc đại bi, chứng đắc bà la mật đà, chứng đắc nhiếp sự, chứng đắc địa, chứng đắc năm vô lượng, tùy đến trần như. Chứng đắc uy đức tín dài không thể nghĩ bàn, chứng đắc pháp Phật bất cộng. Tất cả như vậy như trong Bồ Tát địa đã rộng phân biệt. Ba, muôn lý dạy dẫn. Dạy dẫn nhiếp thuộc ba xứ. Một, do tạng nhiếp lấy. Hai, do bản mẫu nhiếp lấy. Ba, do cả hai kia nhiếp lấy. Do tạng nhiếp lấy là do tạng thành phần và tạng đại thừa. Do bản mẫu nhiếp lấy là 17 địa và 4 chủng nhiếp. Do cả hai kia nhiếp lấy được có 10 chủng là dạy tướng đế, dạy biến tri, dạy vĩnh viễn đoạn trừ, dạy chứng đắc, dạy tu tập. Tức là dạy phẩm loại sai biệt của kia, tức là dạy nhiếp lấy sở y, năng y phụ thuộc lẫn nhau, dạy hết thảy pháp chướng ngại biến tri, dạy hết thảy pháp thuận biến tri, dạy công đức lỗi lầm của hết thảy biến tri không biến tri. Như vậy năng nhiếp tất cả tạo nhiếp và bản mẫu nhiếp, đây gọi là được chung bản mẫu. Lại dạy dẫn được có 12 chủng. Một, dạy sự. Hai, dạy tưởng sai biệt. Ba, dạy quán tổng mình. 4. Dạy quán tổng khác. 5. Dạy bất liễu nghĩa. 6. Dạy liễu nghĩa. 7. Dạy thế tục đế. 8. Dạy thắng nghĩa đế. 9. Dạy ẩn mật. 10. Dạy hiển liễu. 11. Dạy sự việc có thể ký. 12. Dạy sự việc không thể ký. Dạy sự, dạy các pháp thể, mỗi mỗi có sự riêng biệt, gọi là sắc nhãn. Dạy tưởng sai biệt, rộng tuyên thuyết các uẩn, giới xứ, duyên khỏi, xứ, phi xứ, căn đế, gọi là tưởng sai biệt. Lại thuyết rộng các niệm trụ, gọi là tưởng sai biệt. Lại thuyết rộng hữu sắc vô sắc, không thể thấy, có thể thấy, không đối ngại, có đối ngại, gọi là tưởng sai biệt. Như vậy, chư Phật Thế Tôn thuyết dạy vô lượng các pháp tưởng sai biệt. Dạy quán tổng bình, nương vào khế kinh, ứng tụng ký biệt, để giải thích tuyên thuyết khai thị. Dạy quán tổng khác, đó là nương vào bảy chủng tướng nhân minh để bẻ gãy luận người, kiến lập luận mình. Bảy chủng tướng trong nhân minh là luận tánh thể, luận xứ sở, luận sở y, luận trang nghiêm, luận rơi vào chỗ thua cuộc, luận xuất ly, luận nhiều sở tác, pháp, như trước đã rộng thuyết. Dạy bất liễu nghĩa, trong khế kinh, ứng tụng ký biệt, Thế Tôn ẩn thật nghĩa và thuyết phương tiện, chẳng khai hiển nghĩa pháp tánh một cách rõ ràng. Dạy liễu nghĩa, nên biết trái với tướng trên. Dạy thế tục đế, tất cả các sở hữu ngôn đạo có thể tuyển nói đều nhiếp thuộc thế tục đế. Lại các sở hữu danh tưởng ngôn thuyết tăng thượng hiển hiện các tướng, dành phần biệt như vậy gọi là nhiếp thuộc thế tục đế. Dạy thắng nghĩa đế, dạy bốn thánh đế và dạy chân như thật tế pháp giới. Dạy ẩn mật, dạy nhiều phần từ tạng thanh văn. Dạy hiển rõ, dạy nhiều phần từ tạng đại thừa. Dạy việc có thể ký, dạy bốn chủng pháp ốt đà nam, đó là tất cả hành vô thường cho đến niết bàn tịch tĩnh, chỗ có hết thảy loại ngôn giáo như vậy. Dạy việc không thể ký, như có kẻ hỏi thế gian là thường chăng, đây không nên ký, chỉ nói ta nói đây chẳng thể ký, cho đến có kẻ hỏi Như Lai diệt rồi về sau có chăng, không có chăng, đây chẳng nên ký, chỉ nói ta nói đây chẳng thể ký. Trong đây nên biết, vì bốn nhân duyên nên tuyên thuyết việc không nên ký như vậy. Một, vì có không nên chẳng thể ký biệt, như có kẻ hỏi ở nơi các uẩn, ngã là khác, là chẳng khác, là thường, là vô thường. Hai, năng dẫn nghĩa không lợi ích nên không thể ký biệt, như trong kinh Thằng Nhất Bà Diệp Dụ Như Lai tự nói, ta đã chứng pháp, tất có sự việc như vậy mà không tuyển nói, vì cớ sao, vì pháp kia chẳng thể dẫn nghĩa lợi ích. Ba, vì thẳm sâu nên không thể ký biệt, như có kẻ hỏi ngã là có chăng, đây không nên ký, chớ để kia hoặc ở nơi các uẩn mà chấp ngã, hoặc lìa các uẩn mà chấp có ngã,
Lại có kẻ hỏi, ngã là không chăng? Đây không thể ký, chớ để kia, ở nơi ngôn thuyết thế tục sĩ phù mà khởi chấp tôn giả. Như vậy từ Như Lai diệt rồi về sau hoặc có hoặc không, cho đến chẳng phải có chẳng phải không, đều thật thẳm sâu không thể ký biệt. 4. Về kiến lập tướng pháp nhĩ thì không thể ký. Như có kẻ hỏi, các pháp trần như so với các pháp kia là khác hay không khác, đây chẳng nên ký. Vì cớ sao? Vì tướng pháp nhĩ kia chẳng thể kiến lập khác chẳng khác vậy. Nên biết lại có 4 chủng nhân duyên mà Như Lai tuyên thuyết là sự việc chẳng thể ký, đó là các ngoại đạo vì tuyên nói hư vọng, vì không như lý, vì dẫn vô nghĩa, vì là chỗ nương cho sự tranh luận. Có hai nhân duyên năng dẫn vô nghĩa: một, vì xa lìa suy nghĩ về nhân quả; hai, vì xa lìa suy nghĩ về nhiễm tịnh. 4. Môn lý xa lìa hai biên, lược có 6 chủng: một, xa lìa biên tăng ích đối với những việc chẳng thật có; hai, xa lìa biên tổn giảm đối với những việc chân thật có; ba, xa lìa biên vọng chấp thường; 4. Xa lìa biên vọng chấp đoạn; 5. Xa lìa biên thọ dụng dục lạc; 6. Xa lìa biên tự thọ dụng khổ. Tất cả chủng như vậy trước đã rộng phần biệt. 5. Môn lý không thể nghĩ bàn, nên biết lược có 6 chủng không thể nghĩ bàn: 1. Nghĩ bàn về ngã; 2. Nghĩ bàn về hữu tình; 3. Nghĩ bàn về thế gian; 4. Nghĩ bàn về nghiệp quả hữu tình; 5. Nghĩ bàn về những người tu tịnh lự, cảnh giới tịnh lự; 6. Nghĩ bàn về chư Phật Thế Tôn, cảnh giới chư Phật. Trong đây nghĩ bàn về ngã, nghĩ bàn về hữu tình, nghĩ bàn về thế gian, hoặc nương kiến mà nghĩ bàn, hoặc không nương kiến mà nghĩ bàn. Nghĩ bàn về ngã, như có người nương thần kiến nghĩ bàn như vậy: ở quá khứ ta đã tưởng có chăng, hay tưởng không có chăng, nói rộng cho đến ở 3 đời sau. Lại nghĩ bàn, ngã là hữu sắc, sau sẽ là hữu tưởng, sau sẽ là vô tưởng, sau sẽ là phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Như ngã hữu sắc thì ngã vô sắc cũng vậy. Nếu tuyển nói rộng thì như trong kinh Phạm Võng đã thuyết, như luận thường kiến thì tùy chỗ thích hợp luận đoạn kiến, luận hiện pháp niết bản kiến, kế chấp biên tiền tế, kế chấp biên hậu tế, nên biết cũng vậy. Lại nghĩ bản mạng, tức là thân mạng khác thần khác. Lại nghĩ bản ngã, đây là ngã khắp tất cả xứ, không hại không riêng, không có khuyết giảm. Nghĩ bàn về hữu tình, như có người đương thần kiến nghĩ bàn như vậy: này hữu tình đây, từ đâu mà sanh? Cái gì tạo ra hữu tình đây? Cho đến hữu tình đây chết rồi sẽ đi về đâu? Các hữu tình đây diệt tận ở đâu? Nghĩ bàn về thế gian, như có người nương thần kiến nghĩ bàn như vậy: thế gian là thường cho đến rộng thuyết, hoặc nương pháp tánh nghĩ bàn như vậy: pháp tánh ngã, pháp tánh hữu tình, pháp tánh thế gian, đầy từ đâu mà sanh? Chẳng thể chỉ nương đạo lý pháp nhĩ, cho nên đây gọi là nghĩ bàn điều không thể nghĩ bàn, nghĩ bàn về nghiệp quả hữu tình. Do 4 chủng không thể nghĩ bàn, đó là do xứ sở sai biệt, do sự sai biệt, do nhân sai biệt, và do quả dị thục sai biệt. Nghĩ bàn về người tu tịnh lự, cảnh giới tịnh lự, do 3 chủng tướng không thể nghĩ bàn, đó là vì nghĩa chân như thẳm sâu, vì tự tại chuyển, vì chứng đắc vô lậu giới, nghĩ bàn về chư Phật Thế Tôn, cảnh giới chư Phật. Do 5 chủng tướng không thể nghĩ bàn, đó là do 3 tướng đã thuyết ở trước và thêm 2 tướng là vì vô chứng và vì thành lập các việc tạo tác của hữu tình. 6. Môn lý ý thú. Ý thú lược có 16 chủng: 1. Ý thú thị hiện; 2. Ý thú chia lìa; 3. Ý thú khuyến khích dẫn dụ; 4. Ý thú khích lệ; 5. Ý thú khánh hỉ; 6. Ý thú khiến nhập; 7. Ý thú đại nghi; 8. Ý thú thành thục; 9. Ý thú đẳng trì; 10. Ý thú giải thoát; 11. Ý thú tương ương nghĩa riêng; 12. Ý thú phát sanh không tội, hoan hỷ đối với người khéo chứng đắc; 13. Ý thú phát sanh tôn trọng đối với người khéo nghe và đối với người khéo thuyết; 14. Ý thú hằng chuyển pháp nhãn; 15. Ý thú tu nhiều pháp thiện; 16. Ý thú hàng phục các tướng. Sao gọi là do môn lý xa lìa hai biên mà theo đó quyết liễu môn lý chân nghĩa? Ở nơi an lập sở hữu khổ đế cho đến đạo đế được có 4 chủng biên tăng ích hư vọng: 1. Biên tăng ích ngã; 2. Biên tăng ích thường; 3. Biên tăng ích tịnh; 4. Biên tăng ích lạc. Như đây tức là 4 chủng biên đạo,
vì đối trị kia, nên thuyết bốn niệm trụ và bốn định trụ và bốn định trí. Do nhân duyên đây, sở hữu ngã kiến đều là biên chất tăng ít ngã hư vọng. Nên biết đã thuyết rộng trong có tầm có tứ địa, do kẻ luận kia biện rộng chấp có ngã nên không đúng đạo lý. Lại nếu lược thuyết vì lìa các uẩn sanh kia, ý tướng về nghiệp dụng mà riêng có tánh ngã, điều này chẳng thể có được. Lại khác tướng an trụ các hành mà sở hữu tánh ngã, nên biết vô giáo quyết định không chỗ có. Do đây nên biết biên tăng ít ngã không đúng đạo lý. Lại kia tánh thường, đây trước đã rộng phân biệt. Do đây nên biết biên tăng ít thường không đúng đạo lý. Lại có sáu chủng tánh bất tịnh, như trong thành phần địa đã hiển thị rộng. Do đây nên biết biên tăng ít tịnh không đúng đạo lý. Lại có ba chủng tánh khổ, như trong có tầm có tứ địa đã hiển thị rộng. Do đây nên biết biên tăng ít lạc không đúng đạo lý. Và nơi an lập sở hữu khổ đế, cho đến đạo đế mà kế chấp biên tổn giảm. Tức là ở trong các thánh đế kia, tùy chỗ an lập tướng trạng của các đế mà kế chấp cho là tánh không, hiện là tánh không. Vì cớ sao? Nếu ở nơi các đế mà phát khởi kế chấp tổn giảm, thì ở nơi ba lượng là hiện lượng, tùy lượng và thánh giáo lượng cũng sanh phỉ báng, cũng phỉ báng cả nhiễm tịnh, cho nên thuyết đây gọi là biên tổn giảm. Tóm lại, nếu không rơi vào hai biên như vậy, người kia ở nơi các đế năng sanh tín giải, quyết định thông đạt, dần dần năng chứng rốt ráo thành tịnh. Sao gọi là khổ đế, là sanh khổ như trước đã nói rộng. Nếu nói được thì tất cả sự sanh tạp nhiễm đều gọi là khổ đế. Sao gọi là tập đế, như đã nói thì tất cả phiền não tạp nhiễm và nghiệp tạp nhiễm đều gọi là tập đế. Đức Thế Tôn là bậc thành tựu tối thắng, chỉ hiện bày tham ái là nhân duyên vượt trội hơn cả, nên biết như trước. Sao gọi là diệt đế, là tất cả phiền não vĩnh viễn đoạn trừ. Lại vĩnh viễn đoạn trừ đây, do tám chủng tướng nên biết như trước. Trong đây, ly dục, diệt tận ái, tức hiển hữu dư y bát niết bàn giới. Vĩnh viễn diệt niết bàn, tức hiển vô dư y niết bàn giới. Sao gọi là đạo đế, là từ lường đạo, hoặc phường tiện đạo, hoặc thành tịnh đạo, tất cả đều lược chung làm một gọi là đạo đế. Thế Tôn là bậc thành tựu tối thắng, chỉ lược hiển thị tám thánh đạo trì gọi là đạo đế. Chỉ cần nương đây năng nhiếp thọ chúng quả sa môn. Từ lường đạo có 13 chủng như trong thành phần địa đã thuyết. Phương tiện đạo nếu vừa trội thủ thắng hơn cả, đó là ở trong vị noãn đảnh nhẫn pháp thế đệ nhất, sở hữu tất cả pháp bồ đề phần như các niệm trụ. Thành tịnh đạo ở trong kiến đạo, tu đạo và cứu cánh đạo, tức kia nhập lấy sở hữu tất cả pháp bồ đề phần. Trong đề kiều cánh đạo là sở hữu năng dẫn các đạo công đức, kia cũng đều nhập trong số đạo đế. Phương tiện đạo của chư Bồ Tát nhiếp thuộc sáu ba la mật đà, thành tịnh đạo của Bồ Tát nhiếp thuộc ba la mật đà. Tóm lại, ở nơi sở hữu tất cả pháp bồ đề phần, phải đầy đủ tu tập, chẳng thể không tu tập. Như Thế Tôn đã nói tóm lược, năm thủ uẩn đều là khổ. Năm thủ uẩn đây nếu phân biệt rộng, thì như trước đã quyết trạch ở ý địa trong phần uẩn thiện xảo. Lại khổ đế, tập đế được có ba chủng, đó là hệ buộc dục, hệ buộc sắc, hệ buộc vô sắc sai khác. Lại vì ở mười phương vô biên thế giới sai biệt nên được ấy cũng vô biên. Vì đối trị đây nên biết diệt đế, đạo đế có sự sai khác. Lại kiến lập thứ lớp các đế đây, nghĩa rộng phân biệt nên biết như trước. Lại các đế đây là chỗ tựa, là chỗ nương, là nơi kiến lập 13 chủng bồ đặc giả la. Sao gọi là 13 chủng bồ đặc giả la? Một, kẻ dị sanh dục giới. Hai, kẻ dị sanh sắc giới. Ba, kẻ dị sanh vô sắc giới. Bốn, bậc hữu học dục giới. Năm, bậc hữu học sắc giới. Sáu, bậc hữu học vô sắc giới. Bảy, bậc vô học dục giới. Tám, bậc vô học sắc giới. Chín, bậc vô học vô sắc giới. Mười, bậc độc giác dục giới. 11, chư Bồ Tát dục giới. 12, chư Bồ Tát sắc giới. 13, chư Như Lai bất khả tư nghỉ. Lại tức Bồ Đặc Giả là như vậy, hoặc tạo tác, hoặc chướng, hoặc tâm, hoặc phiền não, hoặc nghiệp, hoặc căn, hoặc giới, hoặc tín giải, hoặc ý lạc, hoặc tùy miên chúng sanh, hoặc tập khí, hoặc tụ, đều phải rõ biết. Tạo tác có 12 chủng. 1. Tạo tác thiện. 2. Tạo tác bất thiện.
3. Tạo tác vô ký. 4. Tạo tác xuất gia. 5. Tạo tác thắng lưu kia. 6. Tạo tác phòng hộ kia. 7. Tạo tác sanh. 8. Tạo tác ly dục. 9. Tạo tác giải thoát. 10. Tạo tác điều luyện căn. 11. Tạo tác dẫn phát thần thông. 12. Tạo tác phát khởi nghĩa còn lại. Chướng có 12 chủng. 1. Nghiệp chướng vì gây tạo năm nghiệp vô gián. 2. Tập khí chướng vì trước đã lớp lớp tập làm nghiệp ác. 3. Phóng dật chướng vì lúc thọ dụng các dục hiện tại phát khởi mạnh mẽ. 4. Cái chướng trong năm chủng cái, tùy một cái hiện tiền, tâm liền bị che lấp, nằm giải đãi chướng. Do giải đãi nên ít phần phiền não triền quấy nhiễu tâm. 6. Chướng ngại chướng trong 12 chủng chướng ngại, tùy có một chướng hiện tiền. 7. Sanh chướng, sanh xứ không yên ổn. 8. Không sanh chướng, Phật Thế Tôn không xuất hiện ở đời. 9. Tín giải chướng, tùy có Phật Thế Tôn hiện ở thế gian mà kia sanh tà kiến. 10. Phiền não chướng. Do kia nên thuyết Phật có tuệ giải thoát, tâm đắc giải thoát. 11. Định chướng. Do kia nên thuyết cầu phần giải thoát, tâm đắc giải thoát. 12. Sở trì chướng. Do kia nên thuyết chư Như Lai, tâm đắc giải thoát. Tâm lược có hai chủng, tâm có chướng và tâm không chướng. Phiền não có hai chủng, triền và tùy miên. Nghiệp có hai chủng, từ và đã từ. Căn có hai chủng, phần thuận tịnh và phần thuận bất tịnh. Nhĩ căn thì như căn thì giới tín giải, ý là nên biết cũng vậy. Nhưng sai khác ở chỗ căn là tánh quả, giới là tánh nhân, tín giải là tánh nhân, ý lạc là tánh quả. Tùy miên cũng lược có hai chủng, có thể hại và không thể hại. Sanh cũng lược có hai chủng, sanh yên ổn và sanh không yên ổn. Tập khí cũng có hai chủng, tập khí sanh không gián đoạn và tập khí trước sanh. Tụ có ba chủng, một tụ tà tánh định, hai tụ tránh tánh định. 3. Tụ bất định. Tụ tà tánh định lại có hai chủng, bản tánh tà tánh định và phương tiện tà tánh định. Tụ tránh tánh định cũng có hai chủng, bản tánh tránh tánh định và phương tiện tránh tánh định. Tụ bất định cũng có hai chủng, bản tánh bất định và phương tiện bất định. Lại do tạo tác 13 chủng pháp nên tùy chỗ thích hợp mà rộng thuyết 13 chủng vô đặc giả là. Hỏi: nếu người kia có tạo tác thiện thì tất cả tạo tác không tương ưng với bất thiện ư? Giả sử tạo tác của kia không tương ưng với bất thiện thì tất cả tạo tác của kia là thiện ư? Đáp: nên tác 4 câu. Hoặc có tạo tác thiện chẳng phải không tương ưng với tạo tác bất thiện. Đó là chỗ có tạo tác thiện của kẻ năng tạo nghiệp hắc bạch, dị thục hắc bạch. Hoặc có tạo tác bất thiện chẳng phải không tương ưng với tạo tác thiện. Đó là tạo tác vô ký. Hoặc có tạo tác thiện cũng không tương ứng với tạo tác bất thiện, đó là chỗ có tạo tác của người năng tạo tác nghiệp bạch dị thục bạch. Cùng nghiệp dị thục không hắc không bạch, năng tận các nghiệp, hoặc không phải tạo tác nghiệp cũng chẳng phải không tương ứng với tạo tác bất thiện, đó là chỗ có tạo tác của kẻ năng tạo tác nghiệp hắc dị thục hắc. Như vậy tùy tạo tác bất thiện, tạo tác vô ký nên biết. Tất cả tùy chỗ thích hợp cũng vậy. Hỏi: nếu thành tựu nghiệp chướng cũng thành tựu tập khí chướng ư? Giả sử thành tựu tập khí chướng cũng thành tựu nghiệp chướng ư? Đáp: nên tác 4 câu. Hoặc có thành tựu nghiệp chướng không phải tập khí chướng, đó là như có người ở trong hiện pháp cũng gây tạo, cũng tăng trưởng năm nghiệp vô gián. Nhưng đời trước không gây tạo, không tăng trưởng chủng loại nghiệp ác bất thiện đây. Ở trong hiện pháp kia năng chướng thánh đạo, hoặc có thành tựu tập khí chướng không phải nghiệp chướng, đó là trái với tướng trên, hoặc đều thành tựu. Đó là như có người ở trong hiện pháp cũng gây tạo, cũng tăng trưởng năm nghiệp vô gián. Ở đời trước cũng gây tạo, cũng tăng trưởng chủng loại nghiệp ác bất thiện đây. Hoặc ở trong hiện pháp năng chướng thánh đạo, hoặc đều chẳng thành tựu. Đó là trái với tướng trên. Sao gọi là chân thật phi an lập? Là các pháp chân như tự tánh, phiền thành thật, sở hành thánh trí, cảnh giới thánh trí, sở duyên thánh trí. Biên tàng ích, tự tánh các pháp được có ba chủng.
Một tự tánh biến kế xả chấp, các sở hữu danh ngôn an lạc tự tánh đắc pháp. Vì hương giả danh ngôn, lớp lớp, vọng chấp xoay vần trải khắp mà kiến lập vậy. Hai tự tánh y tha khởi, đường thả lực của các duyên sanh mà khởi. Tự tánh đắc pháp, chẳng phải tự nhiên có, nên thuyết là vô tánh. Ba tự tánh viên thành thật như trước đã thuyết. Hoặc ở nơi tự tánh y tha khởi, hoặc ở nơi tự tánh viên thành thật như vậy, mà lại kế chấp hư vọng tự tánh biến kế xả chấp, gọi là biển tăng ích. Vì sao? Trong tự tánh đây có tự tánh kia thì không đúng lý. Không đúng lý đây, như trong Bồ Tát Địa đã được hiển thị, này sẽ quyết trạch phân biệt rộng. Lại nếu nói được do ba nhân duyên không đúng đạo lý. Một, vì chẳng phải một mà trùng trùng phẩm loại danh ngôn được an lập. Hai, vì lìa danh ngôn thì chẳng sanh hiểu biết kia. Ba, vì lìa danh ngôn kia được nghĩa mà truyền. Biên tổn giảm, ở trong các pháp tự tánh y tha khởi và tự tánh viên thành thật là có, mà phỉ báng nói rằng tự tướng vô sở hữu. Như vậy do môn lý xa lìa hai biên nên theo đó quyết liễu môn lý trần nghĩa. Nếu chỗ thích hợp thì do hai đương chủng môn lý là không thể nghĩ bàn, và ý thú mà theo đó quyết liễu hai chủng môn lý là chứng đắc và dạy dẫn. Hỏi như trước, thuyết ý thú tương ứng nghĩa riêng, đây có nghĩa gì? Đáp, chẳng phải ý thú tương ứng nghĩa ngôn âm danh thần, cú thần, văn thần, chỉ cần khiển trừ ngôn âm, còn lại là thắng nghĩa, đây gọi là ý thú tương ứng nghĩa riêng. Lại nữa, trong đời do đường môn lý xa lìa hai biên, mà theo đó quyết liễu môn lý trần nghĩa, liền năng chứng đắc nghĩa nên chứng đắc, do năng chứng đắc nghĩa nên đắc, nên môn lý chứng đắc còn lại, do môn lý không thể nghĩ bàn mà theo đó quyết liễu. Lại môn lý dạy dẫn của tất cả chư Phật Thế Tôn, do môn lý ý tố cũng theo đó quyết liễu. Tất cả loại như vậy đều tùy chỗ thích hợp mà quyết liễu. Lại nữa, nếu ở nơi kia mà theo đó quyết liễu môn lý trần nghĩa, nên biết năng nhập năm chủng ly sanh. Một, năng nhập chưa ly dục ly sanh. Hai, năng nhập tín ly dục ly sanh. Ba, năng nhập đã ly dục ly sanh. Bốn, năng nhập độc giác ly sanh. Năm, năng nhập Bồ Tát ly sanh. Hỏi, nếu an lập đế kiến lập là đế, nhân duyên nào lại hiển thị phi an lập đế? Đáp, nếu lìa phi an lập đế mà đắp hai chủng giải thoát thì không đúng đạo lý. Đó là ở nơi tướng phược giải thoát và ở nơi thô trọng phược giải thoát. Vì cớ sao? Nếu ở nơi an lập đế mà có hành thì tất cả hành kia đều là hành có tướng. Vì hành có tướng nên ở nơi các tướng phược không được giải thoát. Vì ở nơi các tướng phược không được giải thoát thì ở nơi thô trọng phược cũng không được giải thoát. Nếu ở nơi phi an lập đế mà có hành thì chẳng hành nơi tướng. Vì chẳng hành nơi tướng nên ở nơi các tướng phược liền đắc giải thoát. Vì ở nơi các tướng phược được giải thoát nên ở nơi thô trọng phược cũng được giải thoát. Hỏi, nếu chỉ do phi an lập đế kia mà ở nơi tất cả phược đắc giải thoát thanh tịnh, duyên nào hiển thị an lập đế? Đáp, để khiến tương đương đạo và phương tiện đạo được thanh tịnh. Hỏi, nếu do người kia hành tâm có tướng ở nơi hai chủng phược mà đắc giải thoát thanh tịnh thì có lỗi lầm gì? Đáp, nếu có người tâm cực thiện định, được đệ tử tịnh tự chuyển thiện pháp thuận phần quyết trạch duyên các cảnh đế, thì những người hành kia ở nơi hai chủng phược lẽ được giải thoát rốt ráo thành tịnh, nhưng không thành tịnh thì không đúng lý. Lại lẽ chẳng thể lập sự sai biệt của hai chủng đạo thế gian và đạo xuất thế gian, nhưng vì hai đạo kia có hữu tướng và vô tướng sai biệt, cho nên kia cũng không đúng đạo lý. Sao gọi là tướng thô trọng? Nếu được thuyết thì tướng không khảm năng không điều nhu là tướng thô trọng. Tướng không khảm năng không điều nhu đây lại có năm tướng: một, hiện tướng nặng nề; hai, tướng tăng cường; ba, tướng chướng ngại; bốn, tướng yếu kém; năm, tướng không tự tại chuyển, không khảm năng. Do tướng đầy trụ tương tục thuận theo phẩm tạp nhiễm trái với phẩm thành tịnh, cho nên nói là tướng không khảm năng không điều nhu. Lại nữa, trưởng dưỡng các căn đại chủng có năm,
một trưởng dưỡng thực, hai trưởng dưỡng mộng, ba trưởng dưỡng ngăn chặn sự không quân bình giữa các giới, bốn trưởng dưỡng phạm hạnh, năm trưởng dưỡng đẳng trí. Trưởng dưỡng đây tóm gọn có hai chủng: một trưởng dưỡng giữ gìn, hai trưởng dưỡng không tổn hại. Trong đây trưởng dưỡng đầu tiên là trưởng dưỡng giữ gìn, bốn trưởng dưỡng sau là trưởng dưỡng không tổn hại. Trưởng dưỡng giữ gìn được có bốn chủng: một giữ gìn sự biến hoại, hai giữ gìn sự vui thích, ba giữ gìn sự mong cầu, bốn giữ gìn sự nhiếp thọ chấp thủ. Lại nữa có năm chủng hành: một thân hành, hai ngũ ngữ hành, ba ý hành, bốn nghiệp hành, năm thọ hành. Lại nữa có năm chủng không phóng dật: một nương phẩm tại gia không phóng dật, hai nương phẩm xuất gia không phóng dật, ba năng sa lìa bất thiện không phóng dật, bốn năng nhiếp thọ các thiện không phóng dật, năm tu tập tương tục không phóng dật. Nương phẩm tại gia không phóng dật có năm chủng như trước đã thuyết. Như nương phẩm xuất gia không phóng dật lại có 10 chủng, như đã rộng thuyết ở thành phần địa trong phần tương ưng tỷ nại gia, này ta sẽ thuyết. Năng sa lìa bất thiện không phóng dật nên biết tức là hai chánh đoạn trước. Năng nhiếp thọ các thiện không phóng dật nên biết tức là hai chánh đoạn sau. Tu tập tương tục không phóng dật tức là ở nơi thiện pháp siêng tu tập, không gián đoạn tu tập ẩn trọng. Lại nữa danh có năm chủng: một tâm, hai pháp sở hữu của tâm, ba thiện, bốn bất thiện, năm phổ ký. Sắc có năm chủng: một các đại chủng, hai đại chủng sở tạo, ba có thể thấy có đối ngại, bốn không thể thấy có đối ngại, năm không thể thấy không đối ngại. Lại nữa vô minh có năm: một ngu nghĩa, hai ngu kiến, ba ngu phóng dật, bốn ngu chân thật nghĩa, ngu năm ngu tàng thượng mạng. Lại nữa hữu ái có năm chủng: một ái pháp tánh, hai ái thệ nguyện, ba ái bu si, bốn ái chán lìa, năm ái tư trạch. Lại nữa do năm chủng tướng kiến lập không tạm không quý: một ở nơi nhiễm ô hiện hành mà không hổ thẹn, hai ở nơi không hiện hành mà không hổ thẹn, ba ở nơi pháp đã thọ hoàn xả mà không hổ thẹn, bốn thần cận bạn ác mà không hổ thẹn, năm ở nơi việc làm không thể thành tựu trọn vẹn mà không hổ thẹn. Nên viết trái với năm tướng đây kiến lập năm chủng diệu tướng tam quý. Lại nữa do năm chủng tướng nên viết kiến lập kẻ tánh ác thuyết: một không có hạnh, hai tà hạnh, ba bất nhẫn, bốn không hổ thẹn, năm bất luật nghi. Do năm chủng tướng mà kiến lập bạn ác: một không hổ thẹn, hai có tà kiến, ba có giải đãi, bốn có tà hạnh, năm tánh nhu nhược thấp kém. Nên biết trái với năm tướng đây kiến lập năm chủng diệu tướng của người thiện thuyết và bạn lành. Lại nữa do năm chủng tướng nên kiến lập samatha: một samatha do phần cận định nhiếp lấy thế gian, hai samatha do căn bản định sắc nhiếp lấy thế gian, ba samatha do căn bản định vô sắc nhiếp lấy thế gian, bốn samatha do tác ý thành phần độc giác nhiếp lấy xuất thế gian, năm samatha do tác ý bồ tát nhiếp lấy xuất thế gian. Lại nữa do năm chủng tướng nên kiến lập tỳ bà xá na: một tỳ bà xá na tận sở hữu tánh, hai tỳ bà xá na như sở hữu tánh, ba tỳ bà xá na hữu tướng, bốn tỳ bà xá na tu cầu, năm tỳ bà xá na quán sát. Lại nữa do năm tướng nên kiến lập dục lậu: một vì sự sanh tùy miên bất định điện, hai vì thuận theo ác hạnh, ba vì trái với tướng thiện, bốn vì chìm đắm nơi các dục, năm vì năng sanh quả hoại khổ khổ khổ. Các phiền não kia thuyết danh là dục lậu. Lại nữa do năm tướng nên kiến lập hữu lậu: một năng sanh các phiền não cảnh giới hạn liệt, hai năng sanh các phiền não cảnh giới chung, ba năng sanh các phiền não cảnh giới diệu, bốn năng sanh các phiền não không vui muốn, năm năng sanh các phiền não có vui muốn. Được do năm chủng tướng nên kiến lập dục tà giải thoát vô minh lậu. Một kẻ luận hữu tưởng: do một luận hữu tưởng mà sanh khởi vô minh. Hai kẻ luận vô tưởng: do một luận vô tưởng mà sanh khởi vô minh. Ba kẻ luận phi hữu tưởng phi vô tưởng:
do một luận phi hữu tưởng phi vô tưởng mà sanh khởi vô mình. 4. Kẻ luận đại kiến, do một luận đại kiến mà sanh khởi vô mình. 5. Kẻ luận hiện pháp niết bàn, do một luận hiện pháp niết bàn mà sanh khởi vô mình. Lại nữa, do năm tướng nên biết đạo lý các pháp có sự sai khác. 1. Do tướng, do sở y và do đi đứng. 2. Do thể, do tướng tự thể và tướng sai biệt. 3. Do nghiệp, do tự tác dụng và hạnh, tà chánh. 4. Do pháp, do nhiễm tịnh và do thắng nghĩa đế, thế tục đế. 5. Do nhân quả, do xa gần và do ái phi ái. Lại nữa, có ba chủng luận. 1. Luận lắng nghe rốt ráo là các chú thuật ác của Bà La Môn. 2. Luận tranh tụng rốt ráo là nhân minh luận của các ngoại đạo. 3. Luận chánh hạnh rốt ráo là thành giá hốc của chư Phật. Lại có ba luận. 1. Luận vô nghĩa. 2. Luận tả nghĩa. 3. Luận đệ nhất nghĩa. Ba luận như vậy về chỗ thích hợp nên biết như trước. Lại có ba luận. 1. Luận kiểu loạn xảo trá. 2. Luận hư ngụy. 3. Luận xuất ly quả khổ. Ba luận như vậy tùy chỗ thích hợp nên biết như trước. Lại nữa, nếu muốn tạo luận trước phải quy lễ cùng kính hai điều mới có thể tạo luận cùng kính pháp. Trước nên quy lễ luận gốc của đại sư, cùng kính nghĩa lại nên quy lễ nghĩa mà thầy đã khai thị hiển dương. Người muốn tạo luận cần yếu phải đủ 6 nhân mới nên tạo luận. 1. Muốn pháp nghĩa được lưu bố rộng. 2. Muốn vô lượng hữu tình tin hiểu, do nhân duyên đầy hữu tình tùy theo một luận năng nhập chánh pháp. 3. Vì muốn khai hiển trùng trùng nghĩa môn trọng yếu bị thất lạc. 4. Vì muốn tóm lược nghĩa phân tán rộng. 5. Vì muốn hiển pháp nghĩa thẳm sâu. 6. Muốn dùng trùng trùng ngôn từ chính xác vi diệu để trang nghiêm pháp nghĩa khiến người sanh tịnh tín. Muốn tạo luận cần đủ 4 đức, trước phải tự an tịnh, sau mới tạo luận. 1. Đối với các thầy đi trước phải lìa kiều mạn. 2. Đối với các loại hữu tình sanh khởi đại bi. 3. Đối với bạn đồng pháp thâm sanh quý kính. 4. Không muốn biểu hiện văn chương của mình có tài năng vượt hơn. Sao gọi là đối với các thầy đi trước phải lìa kiều mạn khi tạo luận không có tầm như vậy? Các thầy đi trước còn tạo luận huống chi ta nay chẳng tạo ư? Phải lìa nhiễm tâm kiều mạn như vậy mới nên tạo luận. Sao gọi là đối với các loại hữu tình sanh khởi đại bi khi tạo luận nên quán như vậy? Nếu không tạo luận thì vô lượng hữu tình nhất định sẽ thối thất thiện pháp, lại các hữu tình khác sẽ đọa trong sanh lão bệnh tử cho đến nói rộng. Nhân ta tạo luận đây đang giải thích rõ ràng, nhẫn đến khéo nói diệu nghĩa của một câu thiện như vậy, cần phải phụng hành như vậy thì hữu tình kia trong đêm dài tất thu được nghĩa lợi ích an lạc rộng lớn. Phải phát tâm tăng thượng như vậy rồi mới tạo luận. Sao gọi là đối với bạn đồng pháp thâm sanh quý kính? Sao tạo khi tạo luận nên quán như vậy? Nếu ta không tạo luận, các bạn đồng pháp đối với việc lợi tha nhất định sẽ bị thối thất. Sao gọi là không muốn biểu hiện mình có tài năng vượt hơn? Khi tạo luận không khởi tầm như vậy, sẽ khiến thế gian đều gọi ta là bậc thông duệ minh triết, là bậc năng tạo luận khai hiển xiển dương diệu nghĩa, nên sanh sâu tịnh tín. Nhân đây ta thu được nhiều lợi dưỡng cùng kính. Lúc tạo luận đầy, chỉ vì muốn tăng trưởng thiện căn của mình và người nên dùng tâm vô nhiễm mà năng tạo luận. Lại nữa, trong đây khai hiển như thật, hiển bày nghĩa kinh mà Như Lai sở thuyết gọi là trang nghiêm kinh. Thế như hoa sen hồng chưa nở, tuy sành hoàn hỉ cũng không như lúc hoa đã nở tươi tốt. Lại như chân kim chưa làm thành đồ trang sức, tuy sành hoàn hỉ cũng không như lúc thành đồ trang sức. Lại như thức ăn ngon mà chưa được ăn, tuy sành hoàn hỉ cũng không như đã được ăn. Lại như thư mừng, tuy sành hoàn hỉ cũng không như đã mở ra xem. Lại như trần bảo đang hiện có được tuy sanh hoan hỷ, cũng không như hiện tiền được thọ dụng. Như vậy nghĩa kinh mà Như Lai sở thuyết nếu chưa khai triển hiển bày, tuy sanh hoan hỷ cũng không như đã được rộng khai thị nghĩa, cho nên nói tạo luận gọi là trang nghiêm kinh. Lại nữa được có 7 chủng thông đạt,
Một thông đạt chữ là thông đạt thường, hai thông đạt nghĩa là thông đạt vô thường, ba thông đạt năng thủ là căn thức thông đạt an lập đế hay phi an lập đế, bốn thông đạt nghĩa năng thủ như thông đạt năng thủ, năm thông đạt hệ phược là thông đạt tướng phược hoặc thô trọng phược, sáu thông đạt giải thoát trái với tướng thông đạt hệ phược, bảy thông đạt pháp tánh là năng thông đạt pháp tánh an trụ, pháp giới an trụ không phải từ tự tánh tự tại thiên sĩ phù mà có. Lại nữa, trong 10 tướng nên đầy đủ đa văn: một vị thuyết của bậc thiện thuyết, hai vị thuyết hiển rõ văn cầu, ba vị thuyết tận sở hữu nghĩa như sở hữu nghĩa, bốn vị thuyết phương tiện gia đình gia hạnh, năm vị thuyết lìa các khổ, lại có thêm năm chủng: một vì không xét tìm lỗi lầm mà lắng nghe pháp, hai vì chỉ cầu niết bàn mà nghe pháp, ba vì khéo nghe pháp, bốn vì nghe pháp sâu xa, năm vì ở nơi nghĩa danh cố văn thân quán sát sâu xa mà nghe pháp. Ở trong địa đây văn quyết trạch còn lại không hiện nói thêm.